vì không lỗi lầm là phúc lớn cao thượng. Xả ly tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lớn. Nhiễm là phúc lành cao thượng, những sợ hạnh như vậy không nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Nam mô Bố Tha Dạ. Phật pháp Bố Tha Thọ trên vào tối ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ, từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Đêm giờ đến 11 giờ, 16 giờ đến 8 giờ sáng Paris, từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Xin tối đến 1 giờ sáng. Con khen đức và thân chào quý đạo hữu. Hai ngày thứ sáu 2019 Phật lịch 2563. Bữa nay không có biết, chưa có biết cái bài học, chưa có biết cái từ bài học chương trình Trang Nghiêm Tam Nghiệp Đảnh Lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh, kính đảnh lễ Thượng Tọa. Chúng con xin cung thỉnh mình đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bố Tha. Nhất tâm đảnh lễ Lai Bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ. Ngự Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thích thực hiện, tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn Bậc trực như lý hành chân chánh hành, gồm 8 vị đáng nhận lễ phẩm. Lễ phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tăng Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sẽ khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Con Bố Tha Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Bây giờ thì con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa giác đẳng cho chúng con biết là hôm nay học bài gì. Dạ, con kính Thượng Tọa giác đẳng.
Xin được hỏi là không biết Chư Tôn Đức có nhận được bài học không? Đã gửi ngày hôm qua rồi, thấy bên pháp luân.net thì có post rồi, nhưng mà bên lớp Phật Pháp test thì không có. Dạ, kính thỉnh Thưa Tọa Thiệu Siêu Hoan Hỷ. Dạ, cũng lạ quá, gửi một lượt nhưng hôm sau có việc nhận được vì không được, sẽ gửi lại bây giờ. Dạ, xin kính thỉnh Thưa Tọa Thiệu Siêu Hoan Hỷ dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay, và sau đó thì cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính giảng cho bài học này. Giờ sẽ gửi lời cho cô Lan Văn Nguyệt bây giờ. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, kính thưa các vị tu nữ, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục vào một bài nói về một pháp cần được sinh khởi. Bài học hơn đã được Thượng Tọa Chư Trắng gửi đi, và ở đây chúng tôi có nhận được rồi. Chỉ có Khuy Ma không có nhận được. Bây giờ thì hồi nãy nghe không rõ, có lẽ là từ tôi chấp đẳng giờ chúng tôi đọc cho cái nhập và đọc cho cái bài học ngày hôm nay, hay là chúng tôi chỉ dẫn nhập thôi. Dẫn nhập hả? Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở trong Phật pháp đạt đến cái trình độ không bị dao động thì đó là cái đạt đến trình độ cao. Chúng ta có một cái sự bất động tâm. Bất động tâm giải thoát, bất động trí, vân vân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học về bài học một pháp cần được sanh khởi, đó là bất động trí, với năm bài, với ba bài trích dẫn mà Thượng Tọa Chư Tăng đã có nêu ra. Thì ở đây cũng xin nói rằng là khi đề cập đến một pháp cần được sinh khởi, thì thông thường khi nói đến bất động trí là nói với tuệ quả siêu thế,
Phalanipanya gọi là bất động tâm, bất động trí. Nhưng mà ở đây trong bài học này thì được gọi là Pachivekanapanya Athipeta, là ám chỉ cho cái trí phản kháng, phản kháng trí. Và do đó chúng ta sẽ có ba cái bài đọc mà Đức Phật khai dạy về cái trí bất động, mà không nói riêng về cái quả trí hay là cái trí siêu thế không. Bây giờ xin mời MC đọc chánh kinh và cũng xin lưu ý để được giảng sư cũng xem lại trong ba bài kinh được trích dẫn để chúng ta nhắm vào đó và chúng ta giảng. Bây giờ xin mời sư cô Kim. Nam mô Bụtthaya, chúng con kính tri ân thượng tọa Tệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Cũng lấy làm lạ nha, ở trong này thì Lan Gia Nguyễn với lại Khai Ma là không có nhận được cái bài học. Mai thời là Phong Lan có là cũng đỡ khổ rồi. Phong Lan muốn lên đi. Bài học hôm nay ngày hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 7 năm 2019. Phật lịch 2567. Giáo trình trường Bộ Kinh Địa Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Bài 34 Kinh Thập Thượng. Tội giác bất thối chuyển, một pháp cần sinh khởi sự giới. Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Này các hiền giả, một pháp có nhiều tác dụng, một pháp cần phải tu tập, một pháp cần phải biến tri, một pháp cần phải phòng trừ, một pháp chịu phần tai hại, một pháp đưa đến thù thắng, một pháp rất khó thể nhập, một pháp cần được sanh khởi, một pháp cần được thắng tri, một pháp cần được tác chứng. Thế nào là một pháp cần được sanh khởi? Bất động trí. Một số các bài kinh sau đây được trích từ Tăng Chi Bộ, qua đó từ ngữ Akubanya được Đức Phật sử dụng để chỉ cho thánh trí giải thoát. Bất động thành tựu, thành tựu năng khéo không bao lâu thể nhập vào bất động. Thế nào là năm? Ở đây thì các tỳ kheo đạt được nghĩa vô ngại giải, đạt được pháp vô ngại giải, đạt được từ vô ngại giải, đạt được biện tài vô ngại giải, quán sát tâm như đã giải thoát. Thành tựu năm pháp này, này các tỳ kheo không bao lâu thể bất động. Nghe pháp, thành tựu năm pháp này các tỳ kheo, vị tỳ kheo thực hành niệm năm hơi
thực hành niệm hơi thở vô thực hành theo thực hành hơi thở vô hơi thở ra không bao lâu thể nhập vào bất động. Thế nào là năm? Ở đây này các tỳ kheo muốn không có nhiều công việc, không có nhiều, nuôi sống dễ dàng, khéo tri túc với những yếu tố ở đời, ăn uống ít, không chuyên lo về bao tử, ít thủy miên, chuyên chú trong giác tỉnh, nghe nhiều thì nhiều, tích lũy điều đã nghe. Các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán thán phẩm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Các pháp ấy tỳ kheo đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ, nhớ đọc nhiều lần, chuyên quan sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến, quan sát tâm như đã được giải thoát, thành tựu năm pháp này. Này các tỳ kheo được thực hành niệm thở vô, niệm hơi thở vô, hơi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. Nói chuyện thành tựu năm pháp này các tỳ kheo tụ tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. Thế nào là năm? Ở đây này các tỳ kheo muốn không có nhiều việc làm, không có nhiều, nuôi sống dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời, ăn uống ít, chuyên lo về bao tử, ít thủy, thụy miên, chuyên chú vào giác linh. Đối với câu chuyện nghiêm trang khai tâm, như câu chuyện về ích dục, câu chuyện về tri túc, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về hợp, câu chuyện về tinh cần tinh tấn, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tội, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến, câu chuyện, các câu chuyện ấy, vị ấy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, vị ấy quán sát tâm như đã được giải thoát, thành tựu năm pháp này. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra, không bao lâu thể nhập. Rừng thành tựu năm pháp này các tỳ kheo làm cho sung mãn niệm hơi thở vô, hơi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. Thế nào là năm? Ở đây này các tỳ kheo muốn không có nhiều việc làm, không có nhiều, nuôi sống dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời, cái gì đợi chút nha, đọc hâu chắc lộn quá. Bây giờ xin đọc lại. Chuyên chú vào giác tỉnh, đối với câu chuyện trang nghiêm khai tâm, như câu chuyện về ích dục, câu chuyện về tri túc, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về không hội hợp, câu chuyện về tinh cần tinh tấn, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, chuyện về tội, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến, các câu chuyện ấy, vị ấy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, vị ấy quán sát tâm như đã được giải thoát, thành tựu năm pháp này. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. Sự thành tựu năm pháp này các tỳ kheo làm cho sung mãn niệm hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. Thế nào là năm? Ở đây này các tỳ kheo muốn không có việc nhiều, việc có nhiều, nuôi sống dễ dàng, khéo tri túc
với người, ăn uống ít không chuyên lo về bao tử, ít thủy miên chuyên chú vào giác linh, sống ở trong rừng sàng tỏ xa văn, quán sát tâm như đã được giải thoát, thành tựu năm pháp này. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo làm cho sung mãn niệm hơi thở vô, hơi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. Dạ thưa, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh đại đức Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hai. Nam mô Buddha cha. Nam mô Buddha giá, Nam mô Dhamma giá, Nam mô Sangha giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được nhiều điều đó. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tịnh Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng hạnh Như Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tín nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bài kinh Thập Tường. Bài học ngày hôm nay thì nói về một pháp có nhiều tác dụng, một pháp phải tu tập, một pháp cần phải biến tri. Nói chung là một cái pháp ngày hôm nay là dùng mà đưa đến thù thắng, đó là tự giác bất hối chuyển, hay là ác cúc bằng nhà năng, có nghĩa là nói về một cái tội chứng đạt. Thì theo như ở trong cái phần gợi ý hay là cái phần sơ giải mà thượng tọa đã nêu, thượng tọa đã soạn ra giùm là nói thánh trí hay là giải thoát trí. Thì kính thưa quý vị, vậy thì cái bất động trí hay là thánh trí hay là giải thoát trí này thì nó thuộc về cái phần gọi là một cái đạo tuệ hay là quả tuệ. Theo như ở trong những cái phần mà nói về tuệ thì ở trong cái bài học hôm nay được đề cập đến cái đạo tuệ hay là quả tuệ, hoặc là còn kêu tên khác nữa là cái trí siêu thế, cái trí siêu thế. Thì quý vị thấy rằng thường thường đối với ta, khi mà chúng ta tu tập thì có những lúc mà trí nó sanh nhưng mà nó không có được bất động, nó không có được bất động hay là tại tại vì những cái trí đó nó còn nằm ở trong cái phần thiệp thế, có nghĩa là trí đó nó được sanh khởi ở trong cái phần cái pháp thế gian. Thành ra đó lúc bây giờ có tu tập, chúng ta còn tu tập những cái đề mục hoặc là chúng ta còn quán xét những cái pháp, thì lúc bấy giờ trí đó nó sân khởi. Còn nếu như mà chúng ta không còn quán xét hoặc là chúng ta không còn tu tập nữa thì coi như là cái trí đó nó không có sân lên. Thành ra ở trong những cái trường hợp đó không được gọi là tuệ giác bất thối trì, bất động trí. Vậy thì tại sao mà lên đến đạo tuệ hay là quả tuệ thì
mới gọi là bất động trí. Vì đối với đạo tuệ hoặc là trí tuệ ở trong tâm đạo đó, thì coi như là nó đã xác được phiền não. Mà chúng ta nhớ rằng là đối với cái mãnh lực nào được phiền não rồi đó, đã nói là xác trừ hoặc là niết bàn là không có sanh lại nữa. Là những cái phiền não hoặc là những cái kiết sử đó đoạn trừ, đã được xác trừ rồi thì nó không còn sanh khởi lại nữa. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói về một cái vị thánh tuệ thôi, thể mà hoài nghi và tà kiến mà đã diệt rồi, đã niết bàn thá rồi, đã diệt rồi thì không thể nào mà sanh lại, dù cho cái vị đó có sanh thêm, có tái sanh thêm một hai kiếp nữa. Thì đối với cái sở hữu hoài nghi hoặc là những cái kiết sử tà kiến, kiết sử hoài nghi, kiết sử đó cũng không có sanh lại, tuy vị đó còn tái sanh nhưng mà có sanh lại. Thì huống hồ chi một vị A La Hán, một vị A La Hán thì khi mà tứ đạo tứ quả mà sanh lên rồi thì những cái kiết sử còn lại đều được đoạn trừ, thành ra nó không có sanh lại. Thành ra chúng ta thấy rằng là nó không có cái mầm móng nào nó mọc lại nữa. Thành ra chúng ta gọi là bất động, không lay động bởi những cái phiền não. Thành ra nó chúng ta thấy rằng là bất động trí nó nghĩa là như vậy. Vậy thì đối với cái bất động trí này đó, thì một cái vị tỳ khu cần phải tu tập, cần phải tu tập một cách rốt ráo thì mới đạt được những cái trí này. Đối với cái trí mà thuộc về ở trong hiệp thế đó, thì chúng ta tu tập, chúng ta tu tập thì nói chung là nó cũng có thể để mà nó sanh khởi bằng cái phương pháp này, bằng cái phương pháp kia. Nhưng mà đối với bất động trí này thì nó phải có một cái khuôn khổ, giống như là có một cái công thức vậy đó, giống như là chúng ta tu tập mà một cái công thức thì coi như thì bất động trí này nó mới sanh lên. Chứ nếu cũng như là chúng ta thấy rằng ở trong kinh tạng nói đến, ví dụ như ở trong giáo pháp này vị tỳ khu đó như thế này như thế kia đó, thì như là cái chỉ có ở trong cái giáo pháp này quán lại, thì chỉ có ở trong cái đường lối tu tập này thì những cái mà bất động được trích từ Tăng Chi Bộ nói về một cái vị tỳ kheo á, khi mà tu tập đạt đến nghĩa vô ngại giải, đạt đến pháp vô ngại giải, đạt đến từ vô ngại giải, đạt đến biện tài vô ngại giải, thì rồi cái vị đó quán sát tâm đã giải thoát, thì như vậy đó thì mới một thời gian mới đi vào cái sự bất động, có nghĩa là một thời gian mới đi vào cái sự bất động trí. Vậy thì ở đây thì với những cái pháp vô ngại giải này, thật ra đó thì khi mà chúng ta có cái sự tu tập giống như là nhừng nhuyễn gì đó, mình tu thì mình mới đạt đến những pháp này, đạt đến những cái pháp này rồi á, thì coi như là chúng ta sẽ quán sát được những cái pháp. Thành ra đó một cái vị mà tu tập mà muốn phát sanh được trí tuệ, muốn phát sanh được đạo quả, phải có cái nghĩa đạt thông. Không thì có nhiều người người ta cho rằng khi mà mình chứng đạt đạo quả A La Hán rồi, mình chứng đạt đạo quả A La Hán rồi đó, thì mình mới có cái nghĩa đạt thông. Còn đối với phàm phu thì nó không có. Thì thật sự ra thì phàm phu thì không thể nào mà có được tứ tuệ phân tích. Nhưng mà chúng ta muốn đạt đến cái tứ tuệ phân tích này á, thì chúng ta phải tu tập. Mà chúng ta tu tập như thế nào? Đối với ý nghĩa hoặc là cái nghĩa lý của cái
cái pháp mà chúng ta tu á, thì chúng ta phải hiểu được, hoặc là chúng ta phải biết được cái nghĩa lý đó thì chúng ta mới hành trì, chúng ta tu tập. Cũng như quý vị thấy rằng á, đối với cái đề mục hơi thở đi, cái đề mục hơi thở, hoặc là những cái phiền não, những cái phiền não, ví dụ như bây giờ mình tu tập, mình nói mình tu tập về tuệ, mình không cần cái biết về cái nghĩa lý thì làm sao mà chúng ta tu tập được. Ví dụ như có những người á, người ta tu tập, người ta nói rằng thôi mình cứ tu theo cái thiền thiền tệ, hoặc là mình tu tập làm sao mình phát sanh được trí tuệ thôi, chứ mình không có cần phải biết về cái nghĩa lý giáo pháp. Thì cái điều đó nó không có cái cơ sở, nó không có cái khả năng, nó không có cái căn bản. Ví dụ như bây giờ á, mình nói là ở trong kiết sử có tham kiết sử, hoặc là sân kiết sử, hoặc là ngã mạn kiết sử đi. Bây giờ chúng ta nói ngã mạn là gì, ngã mạn là nào được gọi là ngã mạn, thì đối với cái ngã mạn á mà mình còn mình không biết nữa, thì làm sao mà mình biết được cái nghĩa lý của giáo pháp, hoặc là cái ý nghĩa của cái pháp đang tu. Do vậy á, mà đối với một cái vị tỳ kheo khi mà tu tập muốn trí tuệ mà được sanh lên á, thì cái vị đó phải biết được cái ý nghĩa hoặc là cái nghĩa lý của các pháp. Thì như vậy đó, khi mà cái vị đó thì chứng đạt được các pháp hoặc là trí tuệ sanh, coi như là có cái không. Đối với một cái vị tỳ kheo khi mà tu tập thì cái vị đó phải là một cái vị mà hiểu rõ về các pháp, hoặc là biết được những cái nhân nó sanh lên do cái nguyên nó sanh lên. Ví dụ như bây giờ cái sự thấy nó hình thành, tại sao mà cái sự thấy nó hình thành, thì mình biết rằng là do cái duyên là có con mắt, rồi do cái duyên là có cái cảnh sắc, rồi duyên là có ánh sáng, rồi do cái duyên là có cái sự tác ý, thì cái sự thấy nó mới hình thành. Hoặc là nói về những cái nhân quá khứ cũng vậy. Ví dụ như nói về những chúng ta có cái tại sao mà chúng ta ở trong cái cuộc đời này, tại sao mà chúng ta có mặt ở trong cái cuộc đời này, thì do cái nhân, do những cái nhân quá khứ, do vô minh, rồi do nghiệp, rồi do cái sự chấp thủ, rồi do những cái hành động, thì do những cái nhân này chúng ta có mặt ở trên cái cuộc này. Thì khi mà chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phải biết được những cái nhân ở trong những cái nhân tác thành cái pháp hiện tại này. Cũng như là bây giờ, thí dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng do chúng ta có cái chúng ta có cái thí dụ như là chúng ta có cái mắt nó đẹp, hoặc là cái môi, hoặc là cái làn da của chúng ta vân vân, thì chúng ta biết rằng là đó là do cái nghiệp hữu, do cái nghiệp hữu mà nó thuộc về những cái thiện nghiệp nó tạo tác ra. Chứ nếu mà không khéo đó thì chúng ta sẽ rơi vào những cái tà kiến. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở ngoài Phật giáo này có những vị người ta cho rằng là do thượng đế, hoặc là ở trong cái bà nói là do mụ bà nắng, hoặc là do ai nắng đó, vân vân. Thì trong cái trường hợp này đó, là chúng ta đã đi ra ngoài cái nhân quả rồi. Mà bất cứ một vị nào tu tập đạt được cái trí tuệ sanh lên đều phải biết cái nhân ở trong quá khứ nó cho cái quả, hoặc là những cái nhân ở trong hiện tại nó sẽ cho cái quả tương lai. Thì một người mà tu tập mà biết
về nhân quả đó, thì các vị mới đoạn tận là những cái nhân xấu, để mà cho ở trong tương lai nó không có những cái quả khổ đó. Thành ra đó, một cái vị mà tu như vậy, thường xuyên quán xét, thường xuyên khi cái vị đó phát sanh đạo tuệ hay là quả tuệ đó, vị đó sẽ biết được, có được cái pháp đạt thông, có nghĩa là biết và hiểu rõ được pháp, cái sự vận hành, cái nguyên lý của tất cả pháp đó. Rồi khi mà biết được như vậy đó cũng chưa đủ, biết được như vậy cũng chưa đủ, cái vị đó nó phải có ngữ đạt thông, có nghĩa là có cái trí tuệ, biết dùng ngôn ngữ, biết dùng cái cách để trình bày. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống thường nhật của người ta, có những cái môn học nó phải có cái, có những cái môn học, ví dụ như đối với cái môn thì lúc nào nó cũng phải có mở đầu, rồi nó phải có thân bà, phải có kết thúc. Thì nếu mà đối với đời sống thường, những cái môn học thông thường mà có cái sự chắc chắn như vậy, những cái ngôn ngữ nó đều có cái ngữ pháp một cách chặt chẽ, một cách chắc chắn, thì huống hồ chi đối với một cái vị mà có trí tuệ, một cái vị mà đắc được những cái pháp phải có cái ngữ đạt thông. Cái ngữ đạt thông có nghĩa là chúng ta biết dùng ngôn ngữ, biết trình bày một cách đúng, một cách cũng như ở trong thời nay nói là logic đó, có nghĩa là nó đi theo cái sự tuần tự nhân rồi đến quả, rồi đến cái sự hiểu biết đó. Thì trong cái trường hợp đó đó thì được gọi là ngữ đạt thông. Rồi khi mà chúng ta đó biết được cái ý nghĩa, chúng ta biết được cái pháp, chúng ta biết được cái từ ngữ hoặc là cái ngôn ngữ, nó coi cũng chưa nó chưa đủ. Là tại sao quý vị? Chưa đủ là tại sao? Tại vì chúng ta phải biết được cái biện đạt thông. Biện đạt thông ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái vị đó nó phải có một cái thiện xảo để biết cái cách phân tích, hoặc là biết cái cách lý luận đó. Cũng như quý vị thấy rằng bây giờ chúng ta tu tập mà chúng ta chỉ biết cái mình chỉ biết được những cái căn bản thôi, mà mình không có những cái việc vô ngại. Thì nếu mà người ta đến, người ta đưa cái điều này ra, đưa cái điều thì sao mà chúng ta thấy rằng ngày xưa có những vị đến hỏi, người ta hỏi Đức Thế Tôn là coi như là người ta đưa ra những cái điều này điều kia để mà hỏi Đức Phật. Quý vị thấy rằng người ta đi đến, người ta hỏi Đức Phật là ngài thuyết pháp là do ngài có cái sự sắp xếp sẵn, rồi ai nói thì ngài cứ thuyết theo cái sự sắp xếp thế nào. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật đưa ra cái thí dụ cho họ rất là đơn giản, tại vì cái biết về cái cách thức làm những cái chiếc xe. Thì Đức Phật mới hỏi người ta đem cái xe đến, thì khi mà bị hư cái xe, thì ngươi có mà ráp hay là phải sắp xếp trước không? Cái xe mà người ta đem đến, người ta yêu cầu làm cái gì thì con làm như thế đó. Thì Đức Phật mới nói cũng vậy, lai thì cái phiền não đó, phiền não nào nó đang sanh khởi thì Như Lai sẽ diệt trừ cái phiền não đó. Có nghĩa là những cái người đó, người ta đang có cái bị cái pháp nào nó cản trở, phiền não cản trở, thì Như Lai thuyết pháp để tiêu diệt cái phiền não đó, chứ không phải là có một cái sự sắp xếp sẵn ở trong đó.
hoặc là những cái vị Bà La Môn á, quý vị thấy không? Đi lợi gặp Đức Thế Tôn, trong tay thì cầm một cái con chiên, rồi xong rồi để ra ngoài sau lưng, ở phía sau của người, hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn vậy, chứ con chiên mà ở trong cái bàn tay của con á, là nó sống hay là nó chết? Đó, quý vị thấy rằng có những người đó, thì nếu mà mình á, mình ỷ vào cái ấy đó, mình ỷ vào cái trí của mình đó, thì mình trả lời đó, một đó, là mình tại vì sao vậy quý vị? Cái ông đó, ông ở trong cái bàn tay của ông mà ông để ở phía sau á, nếu mà bây giờ á mà mình nói sống á thì ông cho nó chết, mà hãy mà mình nói nó chết á thì nó đâu có chết, thành ra coi như là mình nói sai. Thì lúc đừng bao giờ làm cái điều đó trước mặt Như Lai. Hãy nên tìm một cái người nào đó để mà như có cái người làm chứng á, rồi thì Như Lai sẽ trả lời. Đó, thành ra đó thấy rằng chúng tôi nha, chúng tôi cũng nói tuy rằng cái đầu Sư Tệ Siêu đã dặn chúng tôi là phải đi sát theo cái đề tài, nhưng mà có nhiều cái nó liên quan, có nhiều cái nó liên quan, quý vị thấy không? Có những người nói rằng mình vô tu, mình vô tu trong giáo pháp này, không gì hết, thì thật sự đó, quý vị thấy rằng mình giữ giới được mà cũng rất là tốt. Thật sự ra ở trong cái đời sống tu tập, nếu mình thì cái điều đó, nhưng mà mình không học giáo pháp rồi mình không tu tập, bây giờ mà mình gặp mấy ông Bà Môn này thì sao? Rồi sẽ trả lời, mà hễ mà mình không trả lời đó, thì coi như là uổng cho cái lời dạy của Đức Phật mà để lại cho mình, để lại cho mình không bị thành ra đó nha, và tu tập. Nếu mà chúng ta không có khả năng, còn có khả năng thì đối với giới, đối với tuệ, chứ chúng ta không có vô tu, mình giữ nhớ rồi mình học một cái chi phần nào đó rồi mình hành trì thôi, thì cái đó nó làm cho bị thấy rằng bất cứ ở một cái chỗ nào cũng vậy, những cái võ đường thì lúc nào một cái lúc nào đó thì cũng có người đến cái võ đường đó để mà khiêu khích hoặc là để làm những cái điều này điều kia. Thì đối với ở trong cái đời sống tu tập cũng vậy, đời sống tu tập cũng vậy, lâu lâu quý vị người ta đi đó, người ta nói rằng có những cái người ta tự nhiên người ta sanh lên những cái tâm, người ta nói là ủa sao mình nói là mình tu ở trong cái tâm của mình không chứ gì, cái tóc người ta trong cái tâm ta được, rồi mình nói mình tu thì cần chi cạo tóc, thì nếu thật sự ra những cái điều đó nó rất là cơ bản, nó rất là dễ, mà nếu mà mình không học thì sao mình trả lời được ở trong cái những cái điều đó. Thật sự ra thì mình cạo tóc không phải là để mình khoe mình là cái người, nhưng mà cái những cái điều mà ít lợi của cạo tóc là mình không cần phải chăm sóc, không cần phải chăm sóc cái mái tóc mình nữa. Một điều là để mà cũng như là để cho người ta biết mình là cái người tu, cũng như quý vị thấy rằng có những cái người ta chỉ cần quấn một cái miếng lên người để mà cho người khác biết là cái vị này đang thọ trì giới của nữ, những người mà đang thọ trì pháp quan trai, để cho những cái người khác người ta
không có sai biểu, hoặc là người ta không có chọc ghẹo vân vân. Thì đối với đời sống tu tập, khi mà chúng ta cạo tóc thì để làm chi? Để cho mình khỏi bận biểu. Về cái quý vị thấy rằng nếu mà tu tập á, mà ai cũng để tóc dài thì nó ngứa làm sao mình chịu nổi, ngứa làm sao mình chịu không? Phải gọi phải làm cái này làm cái kia thì nó sẽ bận biểu, mà nó biểu mình không còn cái thời gian tu tập. Rồi bây giờ đó, thì đó bây giờ nè, bây giờ tiếp theo đó, cũng được trích từ ở trong Tăng Chi. Thì một cái vị mà khi mà muốn đạt đến những cái đạo tuệ, hoặc là những cái quả tuệ, hoặc là những cái pháp mà bất thối chuyển, bất động trí, thì cái vị đó không phải là nói ra là dễ đạt, mà không phải nói ra là dễ đạt được, mà phải có cái khuôn khổ. Như ở trong cái thời nay mà nói là công thức á, là quý vị thấy rằng thường thường lúc trước á, tôi nghe ngày thượng giảng á, ngày cũng như là ngày thường dùng cái từ là công thức thiền quán, là cái kỹ thuật tiềm nhân vân vân. Thì chúng tôi nghĩ những cái từ này nó cũng làm cho nó giống như nó thích hợp với ở trong cái thời đại. Vậy thì cái công thức nào, hoặc là cái đường lối mà chúng ta tu tập để mà chúng ta đạt đến cái đạo tuệ hay là cái quả tuệ, hay là trước tiên là chúng ta phải làm cái gì? Trước tiên là cái vị tỷ kheo đó là không có cái sự mong muốn nhiều quá, cái sự mong muốn nhiều quá. Ví dụ như bây giờ đó, mình ngồi mình hành thiền đi, mà bây giờ cái chỗ mình hành thiền đó, nó không có, ví dụ như giờ nó không có những cái tấm, những không có những ẩm, thì quý vị biết rằng thật ra trước đó, khi mà chúng tôi mới thiền á, chúng tôi nghĩ rằng chắc người ta thích trải những cái tấm thảm đẹp, vì nó đẹp, vì nó im ái. Cũng như bây giờ đó, quý vị qua bên trường thiền á, quý vị thấy, hoặc là quý vị vô chùa đi, quý vị thấy là coi như là quý vị qua vô chùa, quý vị thấy rằng tại sao mà ở trong chùa trải những cái tấm ấm như vậy để mình ngồi. Thì chúng tôi nghĩ chắc là đầu tiên đó, là trong của chúng ta nó sân khởi, nó nghĩ rằng chắc đẹp, tại vì những cái tấm thảm này nó ma văn, nó có những cái tiết tấu, nó đẹp. Nhưng mà thật sự ra đó, là coi như là không phải là như vậy. Vì chúng ta khi mà chúng ta suy xét kỹ lại đó, thì chúng ta nó không phải như vậy. Chúng ta trải những cái tấm thảm, chúng ta ngồi đến chi vị, tại vì nó giữ được cái nhiệt độ, nó giữ được cái nhiệt độ, có nghĩa là cái trời lạnh á, thì nó lại sẽ làm cho mình cái trời nóng quá đó, nó sẽ làm cho mình cảm thấy nó dịu, nó mát trở lại. Thành ra đó, người ta mới trải những cái tấm thảm đó. Trong cái trường hợp đó, nó không phải là cái sự ham muốn, nó không phải là cái sự ham muốn, mà mình có cái sự ham muốn là như thế nào. Rồi mình nghĩ bây giờ đó, ở trong cái chỗ mình hành thiền đó, là lâu nay đã được gắn những cái tấm thảm, trải những cái tấm thảm này rồi, mà bây giờ sắp tới cái mùa hè rồi, sắp tới cái mùa trời đó, nó ôi nó nóng, nó khó chịu. Bây giờ cái mai mốt là ai lợi cúng cho mình cái vàng lạnh đi ha, cái máy lạnh đi, thì cái sự đó nó là mong muốn, nó là cái sự mong muốn. Cái điều này á, quý vị thấy rằng thường thường á là ưa có ở trong tâm, ở trong tâm của những cái, nói chung là của những cái vị hành giả. Thành ra quý vị thấy rằng có những cái trường thiền á, khi mà quý vị nghe hành giả lên trình pháp á, mà trình một cách thật sự, trình một cách thật sự đó, thì người ta có trình những cái điều này, người ta có trình những cái điều này, có nghĩa là người ta ở những cái lúc mà người ta không an trú được tâm ở trong một đất, nhiều cái suy nghĩ lắm, có nhiều cái mong muốn, nó
ở linh mà của cái vị đó. Nhưng mà nếu mà cái vị đó được cái vị thiền sư mà giảng mà dạy đó thì cố gắng tu tập thì nó sẽ vượt qua. Thì cái câu chuyện này chúng tôi cũng đã nhiều lần ấy ở trong cái lớp học rồi, nhưng mà do những cái chi pháp này nó có cái liên quan, thành ra chúng tôi mới nhắc lại. Cũng như có lần khi mà chúng tôi ở trong trường thiền, quý vị biết rằng cái trời, cái thời tiết nó rất là nóng, thì lúc đó chúng tôi cũng như là bây giờ thật sự ra ở trong cái khi đó mình ở trong cái trường thiền á, bây giờ mình đăng ký qua rồi á, mà chưa tới ngày về đó mà mình đòi về đó thì nó mắc mặt hết ít nhiều gì. Thật ra quý vị biết rằng ít nhiều mình cũng là những cái người mà thuyết giảng từng có cái sự sách tấn, người khác có cái sự tinh tấn hoặc là kham nhẫn. Thành ra bây giờ mình đăng ký qua có 10 ngày mà chưa hết 10 ngày mà mình kêu ai mà mua cái vé khác để cho mình đi về đó thì coi như là kỳ quá. Thành ra lúc đó quý vị biết không, chúc cái vị thiền sư đó, cái vị đó khích lại, cái vị đó nói rằng cái thời tiết nó nóng nhưng mà bây giờ sư thử, sư ráng sư tu tập, sư an trú được tâm của mình cái đề mục đó coi, thử coi nếu coi nó còn nóng nữa hay không, coi nó còn nóng nữa hay không thì chúng tôi là coi như là lúc đó mình cứ chuyên tâm, mình an trú ở trong cái đề mục mình tu tập, mình cứ theo dõi hơi thở cứ theo dõi suốt như vậy thì thật sự lúc đó nó vượt qua cái nóng quý vị. Thì sau này chúng tôi mới ngồi chúng tôi suy nghiệm lại chúng tôi mới hiểu rồi, tại vì tâm mình lúc đó mình ở trong cái đề mục đó thì một tâm biết được một cảnh, một tâm biết được một cảnh thôi, mà mình cứ an trú tâm mình ở trong cái đề mục đó như vậy đó thì mình đâu có tác ý đến cái sự nóng hay là cái sự mát nữa. Do vậy thì nó trải qua được cái thời gian. Tuy rằng khi mà mình rời khỏi trường thiền thì mồ hôi mình nó vẫn ướt đẫm, nhưng lúc đó nó không có để ý đến cái chuyện nóng hay là cái chuyện mát nữa, mà nó chỉ để ý đến là cái đề mục mình đang tu tập đó. Chúng tôi muốn nói về cái điều này nếu mà lúc đó mà mình có mà mong muốn nhiều đó, tự nhiên mà mình suy nghĩ thôi bây giờ cái chỗ này nóng quá nó mát đi, hoặc là bây giờ đó là mình tìm cái chỗ nào ngồi ké ngay chỗ đó cho nó mát đi, thì quý vị thấy rằng cái mình nó cứ tìm kiếm cái điều này điều kia, cái chỗ này chỗ nọ, thành ra cuối cùng thì mình không vượt qua được, đó. Thành ra đó ở trong cái năm cái pháp này là nói cái vị tỳ kheo đầu tiên cái sự muốn nó không có nhiều, có nghĩa là mình bớt lại những cái sự mong muốn thì mình mới cái tâm của mình mới an trú được ở trong cái đề mục mình tu tập. Rồi cái điều thứ hai nữa đó là coi như là cái không có nhiều quý vị, cái công việc mình không có nhiều. Thật ra quý vị thấy rằng cái đời sống tôi biết những người trong cái thời gian vừa qua đó họ đi tu tập đó, họ rất là hoan hỷ ở trong cái đời sống tu tập, thì chúng tôi theo cái khả năng mà nhìn nhận của chúng tôi đó thì chúng tôi nghĩ rằng họ không có đắc được cái gì hết. Nhưng mà do đâu quý vị, do đâu mà họ tâm hoan hỷ như vậy? Tại vì ở ngoài đời họ bận biểu nhiều quá, lớp là phải lo cái công việc để mà về kinh tế kiếm sống, về cái cuộc sống. Rồi sau khi mà cái tế về cái sống rồi đó, phải về phải phụ nước cho chồng cho con, dọn dẹp nhà cửa, phải làm đủ thứ chuyện. Thật bị nhìn đời sống của một người cư sĩ người ta bận rộn rất là nhiều. Bây giờ đó quý vị thấy rằng sáng dậy vệ sinh xong rồi phải chạy xe đến chỗ làm, chỗ chưa kịp ăn chưa kịp uống, loay hoay công việc rồi một chút nữa mới ăn uống, rồi quay lại rồi tới trưa,
rồi trưa vừa ăn được tí xíu, nghỉ được tí xíu thôi, không phải là nghỉ nhưng mà giống như là tạm ngưng được tí xíu thôi, rồi tiếp tục công việc tới chiều, chiều tôi về nhà làm gì nữa, rồi cũng phải nấu ăn, nấu ăn, ăn xong rồi rửa, rửa xong rồi dọn dẹp, không phải là cho một cái bản thân mình mà cho cả một cái gia đình. Thành ra quý vị biết rằng những người đó, đó khi mà người vào là cái tâm nó quan hệ, người ta sẽ tự an lạc, an lạc trong cái đời sống tu tập đó. Thành ra người ta sẽ nhờ dễ khắng khích trong cái cuộc tu đó. Thì quý vị thấy rằng muốn thành tựu được những thì cái vị tỳ kheo phải thực hành về niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Mà muốn tu tập để mà niệm hơi thở đó thì những cái gì mà nó liên quan đến cái đời sống phải bớt đi, phải khéo tri túc, phải khéo tri túc, không có lo về những cái chuyện phải ở đây thì chúng tôi bỏ cái công việc. Mình không phải là mình bỏ bê công việc, nhưng mà đối với đời sống mình á, mình phải biết có cái sự vừa đủ, mình có cái sự vừa đủ và mình thích nghi với hoàn cảnh đó. Từ cái chuyện mà ở trong một cái căn phòng, hoặc là đến cái chuyện mà ăn uống cũng vậy, ở trong cái bài kinh này nói về là lo về cái đời sống của cái bao tử, thì những cái điều đó mình cũng phải có cái sự giảm đi. Giảm đi này nghĩa là cái là mình không phải là mình nhịn ăn, không phải là mình hiểu được, mình phải biết được là Đức Phật đã dạy chúng ta về những cái bài kinh quán tưởng này rồi. Đối với những cái thực phẩm này là đưa vào ở trong cái cơ thể để chữa trị cái bệnh đói, cái đời sống này, mà duy trì cái đời sống này để chi? Để thực hành những cái pháp của bậc chân nhân, có nghĩa là tu tập cái đời sống phạm hạnh này nè. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng có nhiều người người ta hiểu lầm cái chỗ này là mình phải khổ hạnh gì đó, hoặc là mình phải nhịn ăn gì đó, vân vân. Thì cái điều đó nó không phải, chúng ta có nghĩa là chúng ta biết đủ thôi, cái như vậy nó là vừa đủ rồi. Nó khác với cái những cái trường hợp mà khắc khổ, nó khác với những cái trường hợp khắc khổ mình sử dụng, thì mình sử dụng không cho phép thì mình không có sử dụng, mà mình sử dụng một cách vừa đủ, vừa đủ để cho cái cơ thể này. Cũng như quý vị thấy rằng biết bao nhiêu người nói về bát quan là có nghĩa là ăn một buổi trưa thôi, ai cũng sợ, ai nghe cái điều đó sợ hết. Nhưng mà mỗi những lần giận, thí dụ như là vợ mà giận chồng, chồng mà giận vợ, mẹ giận con, cha giận buồn về con cái buồn về cha mẹ, rồi tối cũng đâu có ăn. Nhưng mà hỏi mình có sáng mai mình có chết không? Không có chết, không có chết. Là lúc đó quý vị thấy rõ ràng có gì, khi mà bác quan trai á, mình sợ á, mình nhịn ăn á, thì ngày mai mình chết. Nhưng mà cái lúc mà mình giận á, ở trong đời á, chúng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có trải qua những cái chuyện này rồi, nhưng mà nhớ thôi, chúng ta không nhớ. Chứ quý vị biết rằng có những cái lúc mà chúng tôi nhớ ngày xưa đó, có những cái lúc mà chúng tôi giận, giận ai đó mình không ăn luôn, mình giận mình bỏ, mình không ăn luôn. Nhưng mà tới ngày mai không có chết, không có chết quý vị. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng trở lại với cái vấn đề mà Đức Phật một cái sự tri túc, hoặc là chúng ta có một cái sự biết đủ, nói về cái đời sống tu tập mà chúng ta hành trì cái bát quan trai, hoặc là ăn một ngày một buổi cũng vậy, chúng ta phải có cái niềm tin rằng chúng ta phải có niềm tin rằng là đối với cái trí tuệ của Đức Xét rồi, một cái thức ăn của cái buổi trưa của mình á là đủ cho cái cơ thể mình, đủ duy trì cái cơ thể mình trong vòng 24 tiếng đồng hồ.
Đức Phật không bao giờ mà để cho mình phải bệnh, phải đói, phải khổ. Nhưng mà tại sao mà lúc đó chúng ta ngăn ngừa không được? Là tại tâm tham của chúng ta. Là cái tâm tham của chúng ta, ví dụ như chúng ta thèm, chúng ta cái điều này điều kia. Chứ Đức Phật đối với cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác rồi, Ngài đã quán xét rồi. Nhiều đó thức ăn của buổi trưa là đủ nuôi cơ thể này trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Đối với khoa học á, là nhiều khi á, người ta không tìm được, không tìm được. Còn đối với bậc chánh đẳng chánh giác á, Ngài thấy rõ được hết những cái pháp này. Thậm chí mà quý vị thấy rằng đối với cái máu của mình hoặc là những cái sự mà vận hành ở trong cái cơ thể này, Đức Phật hoặc là Ngài Mục Kiền Liên mấy ngày Ngài có thần thông, Ngài nhìn hết đó. Thành ra không thể nào mà Ngài để mình thiếu thốn được đó. Bây giờ trở lại với đề tài á, thì quý vị thấy rằng là một cái vị kheo muốn đạt đến cái trí tuệ, cái bất động trí này đó, thì cái vị đó phải tu hành. Thí dụ như là những cái đề mục mà niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Mà muốn niệm hơi vô, hơi thở ra đó, thì mọi xứ và ngoại phải làm cho, đối với cái sự mong muốn cũng không có nhiều, công việc cũng không có nhiều, nuôi sống một cách dễ dàng, khéo, tri túc với những cái nhu yếu phẩm đời sống đó, rồi không có an trú ở trong thị miên, không có an thị miên có nghĩa thế nào? Có nghĩa thị miên á, có nghĩa là cái hôn trầm thị miên, cái sự buồn ngủ đó, trước khi mà cái sự mà buồn ngủ hôn trầm thị miên này á nó diễn ra đó, chúng ta phải cũng như là ở đây á, thì chúng tôi học theo những cái kinh nghiệm của những cái vị mà người ta đã trải qua rồi. Có nghĩa là trước khi mà mình cảm thấy bây giờ buồn ngủ rồi đó, là coi như là mình phải rời khỏi cái chỗ đó. Có nghĩa là mình đừng có để cho cái sự mà buồn ngủ rồi mình mới chữa trị nó. Ví dụ như bây giờ quý vị đang hành thiền, hoặc là mình nhắm ngủ nó đến rồi, bây giờ mình nhắm là mình được, thì phải thay đổi quan nghi, mình hoặc là mình phải thay đổi cái tâm của mình như thế nào, mà mình phải theo sát cái đề mục mình làm một cái cách gì đó khi cái sự buồn ngủ nó lại. Chứ nếu mà mình để cho cái sự buồn ngủ nó sanh rồi á, thì chúng ta không kịp để mà chữa trị nó đó. Rồi sau đó chúng ta phải có sự mà giác tỉnh, mà những cái điều này á là quý vị thấy rằng là coi như là chúng ta muốn có được những cái, thì chúng ta phải nhờ có cái sự nghe nhiều, nhờ sự nghe nhiều. Khi mà nghe rồi á thì chúng ta phải nắm giữ, phải ghi nhớ, đọc tụng lại hàng lần. Có nghĩa là chúng ta ôn lại, cũng có nghĩa là chúng ta đọc ở trong tâm như vậy, đọc ở trong tâm như vậy. Chúng ta có cái sự mà tụng đọc như vậy, hoặc là chúng ta có cái tâm mà quán xét, suy tư như vậy á, thì nhờ đó cái chánh kiến, cái sự mà quán sát, mới tâm của mình, ý của mình nó mới sanh lên. Còn bây giờ mà chúng ta học xong rồi, chúng ta nghĩ rằng mình xếp tập lại, mình để đó, hoặc là mình để bữa nào mình rảnh mình coi lại á, thì coi như là những cái pháp mà mình học rồi á, nó không có tác dụng đến để mà cho cái trí của mình nó sanh lên. Còn nếu mà nói về những cái cuộc mà thảo luận nói chuyện đồ này kia, thì mình cũng phải tìm những cái câu chuyện, mình tìm những cái câu chuyện mà nó liên quan đến tri kiến, hoặc là nó liên quan đến cái sự viễn ly, nó liên quan đến cái sự mà thích ở nơi thanh vắng, hoặc là bàn về những cái câu chuyện tinh tấn vân vân. Nhất là chúng ta muốn có trí tuệ nó sanh lên thì chúng ta phải tìm những cái pháp, chúng ta phải tìm những cái đề tài gì đó, những cái đề tài mà nó
nó liên quan đến đến pháp. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, cái người mà đạo hoàng, mình nghe đắc được đạo hoàng thì phải thấy được những cái nhân, là những cái nhân quá khứ, là những cái nhân quá khứ, hoặc là mình phải nhìn, mình phải biết được những cái nhân ở hiện tại. Thì bây giờ mình nghe nói vậy thôi chứ mình không biết cái nhân đó là nhân gì đâu. Thì mình phải, mình muốn á, là mình muốn đạt được cái trí tuệ á, thì mình phải đi tìm những cái vị, những cái vị hiểu về pháp để mà mình hỏi. Thí dụ như năm cái nhân quá khứ là cái gì, thì cái vị đó người ta sẽ trả lời cho mình là năm cái nhân quá là vô minh nè, rồi tham ái nè, rồi chấp thủ nè, rồi nghiệp nè đó. Rồi năm cái nhân quá khứ này nó sẽ cho năm cái quả hiện tại nè, danh sắc nè, lục nhập nè, đó. Mình thí dụ như mình bàn về những cái câu chuyện đó đó, rồi sau khi mà mình bàn rồi thì mình phải trở về, mình phải tụng đọc. Thật ra nó có những người, người ta nói rằng mình thiền á, mà mình tụng đọc những cái này á, nó chi phối tâm của mình, mà mình theo dõi hơi thở vô hơi thở ra được, nó không có phóng tâm gì hết, coi như là nó theo sát, nó theo sát cái đề mục được, rồi mình cứ tu tập. Còn nếu mà mình cảm thấy á, mình nó không có theo sát được cái đề mục nó tu tập á, bây giờ mình ngồi mà tâm mình nó suy nghĩ về cái chuyện đó, hồi đó cái thời mình hai mấy tuổi, cái thời vàng son của mình được gì kia đó, thì nếu mà mình thấy cái tâm mình mà nó rơi vào những cái trạng thái đó, thì thôi mình đem những cái gì mà mình đã biết mình tụng đọc lại, những cái gì mình đã biết, ví dụ như là năm nhân quá nghiệp, năm quả hiện tại là thức, danh sắc, xúc thọ đó, rồi năm nhân ở trong hiện tại nó cũng là minh, tham ái, rồi thủ, rồi hành, rồi nó cho quả ở tương lai, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, sanh khởi, vân vân. Thì bây giờ đó, nếu mà mình cảm thấy mình muốn trí tuệ mình sanh khởi, thì mình cứ tụng đọc giống như là người ta tụng chú vậy đó, người ta tụng chú thì mình tụng những cái điều này. Thì chúng tôi nghĩ rằng thì thật sự ra đó, cái lúc đầu đọc ở trong tâm của mình được, nhưng mà do cái sự tụng đọc của mình nó nhiều lần, nó nhiều lần như vậy, nó nhừng ở miệng của mình, và sau khi nó nhừng ở miệng của mình rồi thì lúc bấy giờ nó có ở trong tâm của mình, nó nhừng ở trong tâm của mình. Rồi lúc nào chúng ta tu tập, chúng ta tìm hiểu thêm, có nghĩa là chúng được những cái vị mà hiểu về pháp đó, thì chúng ta hỏi thêm. Thì khi mà chúng ta hỏi thêm như vậy đó, thì lâu ngày dần dần thì tâm của chúng ta biết được đó là những cái nhân nó tạo thành cái dòng sanh tử luân hồi, chúng ta chấm dứt những cái nhân đó thì coi như là nó chấm dứt được sanh tử luân hồi. Thì là do chúng ta có những cái cách để mà chúng ta thảo luận, hoặc là chúng ta tìm những cái câu chuyện nó dẫn đến viễn ly, dẫn đến cái sự ly tham. Nó không có nói về những cái câu chuyện vô ích. Nhờ như vậy đó mà chúng ta tu tập bất cứ một cái đề mục nào, thí dụ như chúng ta hoàn thành được những cái sơ cơ này rồi đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta an trú ở trong cái đề mục của chúng ta. Thì nhờ mà giống như ở trong kinh nói là không bao lâu chúng ta sẽ cái vị đó sẽ thể nhập vào cái sự bất đồng. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với cái bài học ngày hôm nay thì xin được truyền bài đến đây với thời gian, do đó xin được là với cái phần phước này thì xin thành kính dâng đến tôn đức tăng cùng các vị thiện nam tín nữ ngày vì được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gautama.
và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng với chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hệ điều nhân cả thải. Nam mô Bụt Thầy Giả. Đại Đức Pháp Tích, Bậc Thầy Sư Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thư Tọa Thầy Sư nghe được tiếng thần, Thư Tọa khoái trả lời cho câu thơ lượng đầu tiên. Một lần nữa, Thầy Sư, Thư Tọa có mặt ở trước máy không? Thượng tọa Tuyệt Quyền, không biết Thượng tọa Tuyệt Quyền có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tuyệt Quyền đang ở trước máy sinh thực, Thượng tọa Tuyệt Quyền trả lời cho cô thơ lượng số 2. Dạ, Thượng tọa Tuyệt Quyền, ở đây chúng ta thấy là cái trí tuệ gọi là bất động, đó là tuệ giác của các bậc thánh hay là thánh trí. À, chúng ta thường tin rằng ở đời sống con người mình có những cái trí tuệ rất lớn, trí tuệ rất là vĩ đại. Nhưng mà tại sao theo Phật học đó thì trí tuệ phàm phu ở rộng tỉnh Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Tăng Khai Giả. Dạ, thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ, quý vị Thầy Giả, chúng con kính lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính đến sư phụ Từ Siêu cùng đại giác đẳng cùng tâm hành để đức chúc tính để đức nguyên thông cùng chư tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng là trí tuệ của phàm phu ở mức độ nào thì hơn là cái trí tuệ đối với của các... phải nói rằng là cái trí tuệ phàm phu cũng được phát sinh lên cái phước báo hay là do những cái sự cố gắng học vân vân, chẳng hạn như là được cái sự truyền thụ của người, của thầy, qua trò thi dục học, hoặc là chúng ta học ở trường lớp, thì đó là một việc. Thứ hai là chúng ta học ở xã hội, học trong, nhưng đây là một điều đặc biệt đó. Trí tuệ của các bậc thánh khi mà được thành tựu các ngài xuyên qua cái khả năng tu tập, đây là một bước. Và bước thứ hai nữa, các ngài thể nhập ở trong cái trí tuệ đó một cách rõ ràng. Ví dụ như chúng ta thấy, nhìn một cái vật hoa cảnh trời đẹp, một con người đẹp, thì con người chúng ta nhìn, à, cái một con hoa này đẹp bởi vì, tại sao nó đẹp, bởi vì nó do cái thời tiết này, cái hương, cái yếu tố của chăm sóc, yếu tố của phân bón này, vân vân, thì nó là đẹp. Nhưng cái nhìn của các bậc lại khác. Quả thật đây là cái bông nó đẹp, cái bông này nó sẽ không còn nữa. Chỉ trong thời gian. Rồi kiếp con người chúng ta cũng vậy. Dù cho là sang cho mấy, nghèo giàu như thế nào cũng vậy. Hay lắm mà. Nhưng tất cả đồ sẽ giải thủy hư vọng, rồi cũng sẽ kết thúc. Bởi chính vì cái giá trị đó, cái giá trị biến đổi, cái giá trị đổi thay, được các ngài có một cái nhìn thấy ở một cấp độ không có chấp thủ. Khi mà nhìn một cái hay là cái vật hay cái điều của mình, hay hoặc là của cảnh nội phần hay là cảnh ngoại phần, chúng ta luôn luôn bị một cái tức là một cái bám chấp, tức là một cái ái nằm ở trong đó. Còn đối với các bậc thánh, tức là từ tầng hữu học đã được đoạn trừ lần, đã giảm nhẹ. Như chúng ta thấy, đối với các bậc thánh độ cho các ngài chưa có đoạn trừ, chẳng hạn như Tu Đồ Hoàng, thì các ngài chưa có đoạn trừ được cái ái
chưa đột trừ được những cái kiến. Chúng ta xem như vậy, nhưng những cái kia chưa đoạn trừ. Nhưng quả thật những cái kia chưa đoạn trừ, nhưng đối với các ngài không có phải dính mắc, không phải tham ái một cách chấp thủ, một cách quá đáng như các người phàm phu. Một hiện tượng, một sự kiện xảy ra mà nó vô thường, hay nó biến đổi, hay nó có một sự kiện gì hết sức lớn lao, thì đối với tâm của các bậc thánh hữu học thì các ngài cũng vẫn là nhẹ nhàng, chứ không phải như chính chúng ta sầu muộn quá đáng hoặc ái chấp quá nhiều. Đối với các ngài nó rất là nhẹ, bởi vậy cho nên mới không rơi vào bốn đường sinh tử đau khổ triền miên nhiều đời nhiều kiếp nữa, mà chỉ có nhất lai, chỉ có thất lai, vân vân. Thì đây chính là cái điều do cái gì? Do không có chấp thủ nhiều, và do không có buông bỏ và không có một sự sân đột nhiều, không có một sự ôm ấp và nắm giữ nhiều. Đây là một giá trị làm cho cái trí tuệ nó mạnh mẽ chắc, còn hơn là phàm phu của chúng ta. Kính thưa quý vị, chúng ta tu đành rằng nếu mà chúng ta xuyên suốt, nhưng chúng ta cũng vẫn bị cái tham, một cái sân tiềm miên, mạn nghi tiềm miên, nó khởi sinh lên và nó đẩy chúng ta không còn tồn tại, hay rơi vào cái hôn trầm, hay bị cái nghiệp chúng ta nó dẫn. Còn đối với các tu học và chặn được một phần nào đó những cái đại nạn có thể xảy tới đối với chính chúng ta, và vì vậy cho nên đối với tâm của các ngài nó rất là kiên cố và rất là vững chắc. Và chính các bậc hữu học còn vững chắc như vậy thì dĩ nhiên tiến đến một cái bậc vô học, chẳng hạn như là bậc thánh đi, thì cái trí tuệ nó bất động. Còn ta do cái gì? Do bị chi phối bởi tham ái, do bị chi phối bởi sân tật, lận hối, buồn rầu, vân vân, là dao động. Dầu cho chúng ta bỏ ra thời gian tu tập, hay chúng ta bỏ ra cái thời gian để mà chúng ta làm các việc công đức, nhưng nếu như có một cái hiện tượng chấn động xảy ra thì chúng ta hay chúng ta bị dừng lại một cái sự định đặt, cái sự quyết định của chính chúng ta nó không có cái vững mạnh. Và phải nói rằng do đây chính là do tham ái và sân độc của chúng ta nó còn quá mạnh, cho nên cái trí tuệ của chúng ta nó sẽ bị dao động. Thì phàm phu không có phát huy bằng cái tuệ quán, hay là bằng cái sự tu tập, cái trí tu đó của chúng ta nó kém. Người phàm phu thì được cái trí văn, trí tư, nhưng lại kém trí tu. Mà cái trí tu này ở đó chính là tu tập về chánh định, chánh niệm, hay tu tập thiền tuệ, hoặc là tu tập về thiền chỉ, hoặc là thiền quán, mà đặc biệt là tu tập về thiền quán. Cho nên vì vậy nếu như chúng sinh, bởi vì nếu như không có sự tu tập dựa trên cái giá trị của thiền quán, cho nên khi trí tuệ phát sinh đến thì cái trí tuệ của chúng ta dễ bị dao động, dễ bị nó mất mát. Mà tu tập thiền quán á, thì sanh sự diệt của danh và sắc này, thấy được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của vật và của sự, của bên trong và bên ngoài cái thân này. Cho nên khi cái trí tuệ nào các ngài đã đạt được, nó là biến mất, hay nó bị lui sụp, mà nó rất là vững chắc. Chứ còn tâm mình thì sự thật cao quý vị biết, nhiều khi mình cái đây nó thật luôn, chính những người tu có những lúc phải phát huy mạnh mẽ để tu tập, và có những lúc chúng ta cũng bị những cái phiền não mà nó làm chúng ta chao đảo về chính nội thân, tức là cái chuyện của bên trong lẫn cả bên ngoài lẫn cả bên trong này, mà chúng ta khổ đau từ đời này sang đời kia, chúng ta phải nói rằng rất là mệt mỏi, không dễ dàng. Nói thành thật không dễ dàng đối với một người đệ tử mà có thể suốt đời
mà để đồng vui cộng khổ suốt đời, mà chúng ta đeo mang một cái sự dũng mãnh, một cái sự tính tâm, một cái sự thường khiết, một đối với Phật, một lòng đối với Tam Bảo. Lúc nào, bởi vì lúc nào mà chúng ta có thể làm được, lúc nào có thể hiến được, lúc nào chúng ta có thể làm những việc phước được, hay là thực hiện được cái việc lành, hay chúng ta hộ đạo hộ pháp, hay chúng ta nghe pháp, hay chúng ta giúp ích trong cái việc phước đức, thì chúng ta căn bản chúng ta tranh thủ làm, chứ chưa chắc rồi đây hôm nay chúng ta làm được, ngày mai chúng ta làm được hay không cũng chưa chắc, đủ thứ đủ chuyện. Rồi ngày mốt hoặc là năm này tháng nọ ngày kia, xung quanh nó có những cái chuyện khách quan và chủ quan của chúng ta, và thế là chúng ta hôm nay chúng ta không làm được, và cứ như thế, và ngày mai ngày mốt bữa kia thì nó cứ bị bận cái việc này, vướng cái việc nọ, và thế là chúng ta xa, chúng ta rời. Đó chính là cái hiện thực tại, chứ đừng nói chi là chúng ta nó không có không gian và thời gian, nó cũng không có điều kiện để mà chúng ta có thể tu, chúng ta có thể làm những cái việc phước. Bởi vì sống với những người toàn là những người ác kiến, hay những người keo kiệt, hay những người có những tức là ngoại đạo, những cái tri kiến không có đồng kiến, không có đồng giới. Thì ở đây kính thưa quý vị, thì tất cả chúng ta thấy nó bị giới hạn ngay, mà chúng ta mất mát đi nhiều cái điều kiện thuận. Cho nên vì vậy, để cho tâm của chúng ta được một trí nó vững chắc, hay niềm tin của chúng ta có một cái sự vững chắc, đòi hỏi trí tuệ phải có. Mà trí tuệ đó chính là trí tuệ của nhân quả, trí tuệ của sanh diệt, và trí tuệ của đầu. Đây chính là cái điều hết sức quan trọng. Chúng ta sẽ không có bị những cái dao động hay những cái bất thường xảy ra. Tại sao chúng ta lại đau khổ, hy vọng, rồi bị chênh vênh, bị chơi với? Bởi chúng ta không có trí tuệ. Những hiện tượng gì xung quanh có thể xảy ra, được thua mất còn, hoặc là ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, cũng vẫn chấp nhận. Cho nên ở đây, khi một người hiểu biết Phật Pháp, thì dù có một trí tuệ, hiểu biết mang tính nhân quả và trí tuệ, thì dù bất cứ ở hoàn cảnh nào, người ấy cũng biết khéo chuyển hóa cái niềm tin của mình, chứ không bị hơn là chúng ta thường xuyên chúng ta biết vậy. Ở đây có nghĩa là biết về cái nhân, biết về cái quả, biết về cái nhân, hiểu về cái quả và những gì xung quanh, cũng như con người xung quanh và sự vật xung quanh, thì kính thưa quý vị, nó rất là nhẹ nhàng. Và chúng ta hay chúng ta bị chao đảo, lập tức chúng ta có thể dừng lại được, chúng ta có thể làm cho nó bình yên lại được. Còn nếu như không có cái sự thực tập, không có một cái sự chuẩn bị đó, thì gió chiều nào bê theo chiều đó, và vui buồn bất thường. Thì trên bậc thượng tọa, đây là cái sự thảo luận của chính con. Nếu có đi còn một chút thì kính cung đảnh thượng tọa. Nam mô A Di Đà. Sa thú ký trưng, thưa tôi, thưa quý. Đại Đức Quý Thông, Đại Đức Quý Thông có mặt ở trước máy, và Đại Đức Quý Thông có nghe được không? Nếu, dạ. Đại Đức Quý Thông ngày nay, người ta có nói về Artificial Intelligence, tức là một thứ trí tuệ nhân tạo. Thì theo Đại Đức Quý Thông, từ cái nhìn Phật học, thì quả thật là cái trí tuệ Artificial Intelligence ngày hôm nay có thể làm rất là nhiều việc. Nhưng
cái đó thực sự vậy không? Xin kính thỉnh Đại Đức Minh Thông suy tư về điểm này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni, xin thảo luận về câu trí tuệ nhân tạo artificial intelligence. Nếu nói theo Phật Pháp thì có phải là trí tuệ hay không? Kính thưa Sư Phụ, cái mà trí tuệ artificial intelligence này nó là trí tuệ, nhưng sự thật đó cũng là cái sản phẩm của người. Nó xuất hiện cách đây vào khoảng chừng 35-40 năm, khi mà con mới về sang bên Mỹ thì vấn đề nó đang bàn tải, đang bàn cãi vấn đề. Thì nếu mà nói ở trong một cái chừng mực nó, trong một cái người programmer đã nghĩ ra cái trí tuệ intelligence thì nó có thể trả lời những cái câu hỏi mà người bàn quan hay là người khách mà đến gọi hỏi nói chuyện họ. Bởi vì trong khi mà người ta hỏi một cái con người robot đó, cái đó nó nằm trong cái program thì trả lời vậy rằng đó là hay, nhưng không phải sự thật hoàn toàn là cái trí tuệ mà có thể là của một cái con người có học Phật Pháp mà trả lời. Sự thật ra mà nói thì cái mà artificial intelligence nó là một cái trí tuệ do có người ta nhân tạo, thì cho artificial tức là người ta làm ra, thì ra nó ở cái một cái chừng mực nào đó thì nó đúng, là bởi vì nó nằm trong cái program, nhưng mà nó không phải là kết quả. Thành ra ở đây nếu mà nói là có phải là cái trí tuệ hay không thì ở một cái chừng mực nào đó thì nó là trí tuệ, nhưng mà có những cái điều mà nó bên ngoài cái program của cái người hành giả đó, trong cái ai đó, thì đó thì nó không một cái người thật sự chứng đạo. Thì đó, thưa Sư Phụ có nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu mà nói là không phải thì cũng không đúng, là bởi vì những cái câu hỏi mà cái programmer nó đã đưa vào cái program đó rồi đó, thì hỏi cái gì nó ra cái nấy, nhưng mà quá quá cái tầm mức đó thì nó không thể nó hiểu được. Chứ bây giờ nếu mà nói là có những cái cảm giác thì những cái suy tư, những cái tạo mà nào đó thôi, chứ không thể là cái người thật sự giải thoát, có người vô học được. Kính thưa Sư Phụ, đó là những cái sự suy tư của con, nhưng mà con chỉ là một người chúng sanh vô minh, sự suy tư giàu có ở mức độ nào đi nữa nhưng chưa phải là đầy đủ. Con thỉnh mời Sư Phụ tương lai để nêu rõ hơn cái điều này, để toàn thể chư vị có mặt trong đạo tràng được lợi lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời Sư Phụ trở lại mai. Sa thu cái trình Đại Đức Quyên Thông. Đại Đức Pháp Tính có ở, nếu Đại Đức trả lời cho hôm nay chúng ta đặc biệt nói bất động trí, nhưng mà tính thì bất động tâm và phật, bất động trí có hay là bất động trí cao hơn khoa cái tịnh Đại Đức Pháp Tính? Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính lãnh lễ đến thượng tọa Nhật Đăng, thượng tọa Tây Nguyên, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức tăng. Kính chào mô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Qua câu thảo luận thượng tọa đã, thì
đối với bất động tâm và bất, thì nếu mà căn cứ vào câu Phật ngôn mà tu tâm và tuệ đó, tu tập tâm và tuệ đó, thì coi như là nếu mà căn cứ vào ở trong cái thì có cái sự khác nhau, có cái sự nhau chứ không phải là ngang bằng. Là tại sao vậy? Thí dụ như một người mà tu tập về tâm thì đạt đến thiền định, đạt đến thiền định, mà đối với thiền định á, thì nó còn nằm ở trong thế gian, nó còn nằm ở trong thế gian, nó sẽ bị lây chuyển, nó sẽ bị lây chuyển những cái phiền não nào mạnh, hoặc là như là trong cái trường hợp mà những vị mà bị hoại đó. Còn đối với cái bài học ngày hôm nay nói về bất động trí, có nghĩa không có lay động, đối với cái trí thì nó không có lay động, có nghĩa là một cái vị thánh tu Đạo Quần đã đoạn diệt được những cái phiền não rồi, thì cái phiền não nào rồi thì cái phiền não nó không sanh khởi. Như một vị thánh tu Đạo Quần mà đã đoạn diệt được hoài nghi kiết xứ, tà kiến kiết xứ, thì dù có sanh lại cái kiếp nào cũng vậy, cái vị đó cũng không có bị chi phối bởi hoài nghi kiết xứ và tà kiến kiết xứ. Hoặc là một cái vị thánh Tư Đà Hàm đã giảm nhẹ những cái chủng tử, những cái hạt giống làm cho sanh đi sanh lại nhiều lần ở cõi dục giới này, thì những cái hạt giống đó, đó mà đã bị rồi á, thì coi như là không thể nào mà có cái khả năng để mà sanh trở lại. Hoặc là những cái vị mà chứng đạt được A-na-hàm, thánh A-na-hàm, thì coi như là những cái hạt giống mà làm cho cái vị đó có lại cái cõi dục này, cái cõi dục giới này, thì coi như là dù cái vị đó có sống đến bao giờ đi nữa, hoặc là có sanh ở cái kiếp sống nào, cái cõi nào đi nữa, thì cũng không có quay trở lại cái cõi dục giới này, cái cõi dục giới này, cho đến cái vị thánh A La Hán cũng vậy, dù cho có đến đi nữa thì những cái kiết sử đó không thể nào mà quay trở lại với những cái vị mà đã chứng được đạo quả, có nghĩa là bất động về trí thế nào sau này. Còn đối với thì cái sự mà bất động tâm thì quý vị thấy rằng cũng như cái trường hợp mà cái ông Bà La Môn ông đi đến ông nói với Đức Phật cái chuyện mà xét đánh hoặc là có 500 cỗ xe bò đi ngang đây đó, nhưng mà tâm của ông không có bị lay động đồ này kia, thì cuộc đối thoại đó rồi đó, của ông vẫn trở lại như cái chúng sanh phàm phu bình thường. Có nghĩa là đối với cái sự nếu mà chúng ta mà so sánh kỹ ra đó, thì bất động tâm thì nó chưa có nó khả năng nào mà để với cái số đồng trí. Hoặc là ở trong kinh tạng nhiều khi chúng ta đọc vô đó, thì chúng ta thấy rằng là thường thường cái chỗ nào mà Đức Phật mà dùng cái chữ Banh Nha hoặc là cái chữ Nha Ná, Banh Nha hoặc là Nha Ná có nghĩa là trí tuệ, thì quý vị thấy rằng thường thường là nói về cái sự mà đã đoạn trừ được phiền não, hoặc là cái sự mà sanh khởi một cái trí tuệ kiên cố đó. Thành ra chúng ta căn cứ vào những cái điểm này thì con nghĩ rằng là đối với cái sự bất động tâm bất động trí, hai cái điều này thì bất động trí nó sẽ hơn, có nghĩa là chắc hơn với cái sự bất động. Thì khi mà năng lực thì nó sẽ bị chỉ ở những cái pháp thế gian, những gió đời.
những cái phiền não của thì nó sẽ bị dao động, còn đối với trí mà đã sanh lên rồi thì nó không có bị bất đồng trí. Nhất là như cái trường hợp mà mình học ở trong cái bài học ngày hôm nay, đạo và quả tời. Đây là những cái ý con xin được bài qua cái câu thảo luận. Bây giờ con xin Nam Mô Bụt Thầy. Sao thuộc cái trường thư tọa tự quyền, thư tọa trước máy không? Thư tọa tự quyền nghe kính thỉnh, thư tọa trả lời thảo luận số 5. Nó tu phước và tu huệ. Khi mà mình đi trong cái thế giới thì hãy nói đến tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Bên là tu tâm, bên là tu tuệ. Theo thư tọa tự quyền là trên hiểu biết về Phật thì tu tuệ cái nào là quan cái nữa thì tự quyền. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai nhé. Giờ tôi để nghe rõ. Dạ, chúng con kính lễ đức chư tăng, chúng kính chào toàn thể chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói giữa cái chữ tu tâm, tu tuệ và người tu Phật chúng ta phải nghe nào. Khi chúng ta nói về tu Phật, chúng ta mục đích của người tu Phật để làm gì? Chính là chúng ta chấm dứt cái sự sinh tử, chúng ta được giải thoát. Đây tức là một cái lý gọi là căn bản cũng biết. Nhưng cái thế nào là một chuyện khác, và cái tu tâm thế nào là một chuyện khác. Nhiều người khi á cầu mong như vậy, tu tâm thì chắc chắn là không bao giờ giải thoát. Đây là giá trị thật. Chẳng hạn, ví dụ, bây giờ chúng ta nói là chúng ta tu, chúng ta niệm Phật. Niệm Phật để giải thoát, có đúng không? Thì chúng ta cũng phải hiểu rằng niệm Phật nó là tu tâm, chứ không phải là tu tuệ. Thất niệm. Niệm Phật niệm thí, niệm thiên, niệm giới. Ở đây nó thuộc về một trong cái đề mục của thiền Samatha, tức là thiền tu tâm đây. Thiền thiết thay cho những người vì không hiểu, vì không biết cho nên mới rơi vào tình huống như vậy. Ngược lại, cái người mà tu mà hiểu biết hơn, biết cách hơn thì họ tu cái thiền chỉ hay cái thiền hay tu tâm đây, đó là từ nền tảng đó thành cái tuệ. Thì một điều hết tuyệt vời, nếu chúng ta tu tập bằng một đi vào chùa hay vào thiền hay đi vào một cái chúng ta là người tu, là người tu xuất gia đi, cái chuyện tu mà nó phải là tụng kinh, không phải là mình chỉ quét dọn rồi nha, coi như là cái công quả, thì như vậy là chúng ta đã được tốt đẹp, đã được đúng đắn. Thì ở đây cái công việc ở đó mới chỉ là một cái bước nhẹ biệt vào cái chữ giữa cái từ tu tâm và cái tu ngoại nó phải nói như vậy. Để nhằm để làm cho cái tri kiến của chúng ta nó chuẩn xác, làm cho tri kiến
nó được gạn và cũng như chính cái sự độc tụng kinh văn thì tạo chúng ta có sự tích cực, một cái ý chí nó vững mạnh thì là một điều tốt. Nhưng cứ như thế thì nó không được, mà phải thực nghiệm trên cái lời kinh văn đó thì một đây là một điều tốt. Rồi chúng ta vào chùa hay là xin lỗi chúng ta tu thì dầu cho bất cứ người nào cũng vậy, à, chúng ta coi như bây giờ mình đi làm công quả hay mình đi làm từ thiện, có một số vì xuất gia có tinh thần thiện nguyện đối với các cái môi trường chẳng hạn như bệnh hoạn, đi vào những cái nơi mồ côi, đi vào những cái nơi người trẻ già hoặc là vào cái nơi mà trại giam, phải làm những điều cũng nó mang tính như là nhân văn của cuộc đời, thấy đẹp. Nhưng cái đó hay cái ngay cả làm hay cái làm bác sĩ có luôn nha, thì những cái tinh thần đó nó chỉ là tinh thần của phụng sự thôi, nó chỉ là những cái việc thiện việc lành thôi, cái chuyện tu tâm nha. Tu huệ và tu tâm đây có nghĩa là cái trong lòng mình, tâm mình tiến tu, giống như tâm mình ở trong tâm có Phật gọi là tu tâm, không phải vậy. Tu tâm ở đây chính là tu tập của cái thiền chỉ, sự tu tuệ ở đây chúng ta khẳng định cái sự tu quán. Thì lời kinh văn Phật đã dạy ở trong bài kinh sứ, cái dân không mất cô nó đưa đến chấm dứt sanh thân thọ và tâm và pháp quán niệm xứ, đó chính là thiền quán niệm xứ, thì mới là đưa đến cái sự chấm dứt sinh tử khổ đau. Vì vậy người tu Phật chúng ta phải nắm về cái chỗ này, và chúng ta phải biết là chúng ta cần tu, chính là chúng ta cần phải tu tập về tu huệ, để mới là con đường ngắn làm con đường trực chỉ, làm con đường đi để chúng ta chấm dứt cái sinh khổ đau, thành tựu chánh trí mới chứng ngộ niết bàn. Chỉ có cái sự tu huệ thì tu Phật phải nghiêng rõ về bên chỉ tu. Người tu ở trong giáo lý của nhà Phật, ngoại đạo cũng có, nhưng chỉ tu huệ thôi, chỉ có tuệ giác của Phật kinh qua và truyền thụ lại. Còn phải nói rằng cái chuyện mà chứng đắc các tầng thiền, bởi vì chúng ta chứng các tầng thiền như sơ nhị tam sắc giới và có nhưng không chấm dứt sạch, mà chỉ có ngoại đây chấm dứt khổ đau, và đó cũng chính là làm đúng là theo cái sự mong muốn mà chính Đức Phật ngài chữ mê khai ngộ ly khổ đặc lạc cho chúng sinh là chỗ này. Cho nên rất là quan trọng, chứ phải là một chuyện chúng ta chỉ tu tập bình thường, hay là chúng ta coi như là chúng ta chỉ thôi kệ, coi như là sao cũng được, nghĩa là mình tu là tốt rồi. Cái chuyện một người tu cũng phải là suy nghĩ như vậy, mà là có một cái sự chuyên năng tu tập thường xuyên, hoặc ít nhất phải có một tri kiến, phải có một trí tuệ, phải có một cái tuệ giác rõ ràng, thì chúng lèo lái cái con đường của chúng ta. Chúng ta chỉ đấu để cái tâm của chúng ta thể nhập được, tâm chúng ta thành tựu được cái thánh trí giải thoát ở hiện tại cũng như là ở kiếp này sinh, làm nhân làm được kiếp này sao, tu tập cái thuyền tệ nó khởi sinh và nó hiện khởi trong tâm của chính chúng ta. Thì kính bạch thượng tọa, thì chính là cái câu thảo luận của con, nếu có những gì có tốt thì kính cung kính thượng tọa là dạ. Sa thủ kính trường thì tôi quyền vào chi túc đức thứ quý đạo hữu. Còn về phút lại của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ về chữ tuệ bất thối chuyển. Nếu chúng ta nhìn
một cách rất là thưởng thức thì đời sống của chúng ta thưa quý vị, cái trí tuệ đó, nó thay đổi theo cái tuổi. Giả sử như là cũng thời bản cửu chương, mà khi mà chúng ta học tiểu học đó, như vậy, nhưng mà lớn lên chúng ta đọc phân vách về thời chứ chúng ta hiểu áp dụng nó như thế nào. Tuổi tác thì quả thật nó khiến cũng cái hoa đó, cũng dục sông đó, cũng mọi thứ đó. Nhưng mà riêng đối với ví dụ như trường hợp Visakha hay là Sayukha, Sayutissa, chứng quả đạo đắc đạo, đắc đạo chứng quả hồi còn nhỏ đấy, thì vào Visakha chứng tu được quần lúc là là hắn lúc 7 tuổi. Thì thưa quý vị, khi ngài ngài xác nhận là vị đó là một vị A-la-hán hay là vị tu đà huân, thì cho dù là ở cái tuổi 7 tuổi hay là 20 tuổi, 30 tuổi, thì cái tuổi đó nó không chi phối được. Đó là điểm mà tánh trí, cái trí tuệ đó nó bị giới hạn bởi cái kiếp sống, trừ một vài trường hợp rất là đặc biệt. Thí dụ như chúng ta là một người rất là piano, thiên tư về piano, nhưng mà điều đó không có nghĩa là tự nhiên hồi nhỏ lớn lên chúng ta kiếm trước được. Với một vị mà gọi là có thánh trí, thí dụ như là một vị tu đà huân sanh là cõi dục giới nhiều lắm là 7 lần, hay là vì Tư Đà Hàm sanh về cõi dục giới, trở lại cõi dục giới nhiều lắm là 1 lần, hay là vì Hàm sau khi mất rồi thì đi sanh về các cõi thiền. Thì thưa quý vị, cái trí tuệ của các vị đó, chúng tôi thấy ví dụ như ông Cốc Cô Độc là vị Tu Đà Huân, ông sanh là một cái vị Dạ Xoa hay là Vua Bình Sơ Vương, sanh là vị Dạ Xoa đời sau, thì cái biết về Niết Bàn, cái biết về Tam Bảo của các vị đó đó hoàn toàn thay đổi, không có thay đổi cái mãi mai gì hết. Đời sống của chúng ta ngay cả như trong kiếp này chúng ta có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà khi mà mình mất rồi, mình sanh lên đời sau thì quy đó không còn. Và nếu chúng ta không có sự hiểu biết một phần đó, thì vị đó đã một cái trí tuệ thối ở thành tựu thì sanh đời đời sau, nó cái trí tuệ nó vẫn như vậy. Đây là một chuyện rất là mầu nhiệm của một vị thánh. Hay hoặc giả khi mà chúng ta nói rằng sống trong cái thế giới, nhưng mà mình sống ở Việt Nam chẳng hạn, mình rời qua bên Mỹ, qua Mỹ ở, thì có những cái kiến thức ở Việt Nam nó không còn áp dụng ở Mỹ được nữa. Hầu như là nhiều khi mình phải học lại từ đầu. Nhưng mà với cái trí tuệ giải thoát của các bậc thánh, dù là từ sanh cõi khác, nhiều cảnh giới này sang cảnh giới khác, cái sống như một vị tu đà của ông Cao Bình Sơ Vương, Bình Sơ Vương làm vị vua, đời sau sanh lên làm vị chư thiên và Dạ Xoa, thì hoàn toàn hoàn toàn là không có không có thay đổi, không có thay đổi, mặc dù cái bối cảnh sống có khác đi. Vì vậy cái gọi là bất, hay là khi mà chúng ta nói giải thoát đó, đáng để sanh khởi, mình thì trong cuộc sống nghĩ đến gì đó mà nó có, hay hoặc giả là thứ chuyện với sư Giác Nguyên, tức sư Tuệ Khanh, sư có một điều mà nói cũng phải ở gần sư thì mới hiểu sư nói cái gì. Sư nói có nhiều khi học cái này kia nhiều quá rồi đi chết nghĩ rồi mình quên hết, thấy nó ổn quá. Thấy nó ổn quá, để mình biết được nhiều thứ rồi sao mình chết được ổn. Sư Tuệ Khanh sư rất là trân trọng
kiến thức của mình. Đó, nó gợi cho chúng ta cái ý rất là đơn giản là mình học nhiều, mình biết nhiều, rồi sau khi rời bỏ đời này thì không có mình. Là cái tri kiến hay là niềm tin đối với mình. Có khi mình sinh ra mình không còn cái những thứ đó nữa, mình lại khác đi. Thì nếu chúng ta so sánh điều đó với thánh, với thánh bội lợi, thì chúng ta thấy rằng cái trí tuệ đó là một điều rất là khả cầu, là một điều rất là đáng để hy cầu, rất là đáng để hoan hỷ, chứ không có đơn thuần. Thưa quý vị, cái trí tuệ của một vị thánh hữu học, chúng ta không, thì các ngài có ba phương diện tối thắng, và về ba phương diện này vị phàm phu chúng ta không có. Đó. Thứ nhất đó là niết bàn. Niết bàn là một cái gì đó mà pha ngoài tất cả những cái thường trình của chúng ta. Một vị mà đã biết niết bàn rồi, biết có sự biết, thật sự thấy như là vị sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ đạo quả, nhị quả, tam bảo quả là biết bất động, cái biết chân thật. Có một lần nào đó mà có nhiều lần chúng tôi và Chư Tăng cũng thí dụ là mình đang đi ở trong đêm đen, mình không biết đâu là đường đi, đâu là lối về, và không biết chung quanh có nhà cửa gì không, nhưng mà trời có nhà và có hướng đi đi đến. Và cái biết đó là cái biết kiểu như rất là chắc chắn. Một vị rất có thể là chưa có hoàn toàn giải thoát, nhưng mà chứng sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, thì cái biết đó là cái biết rất, cái biết niết bàn. Cái biết niết bàn là biết siêu thế, cái bước việt vượt lên trên tất cả, do đó cái biết bất động. Và điều thứ hai đó là chư vị thánh giải thoát là không còn có cái tà kiến về cái ngã chấp. Dạ, chúng tôi gọi là thân kiến. Thì cái thân kiến này nó đóng một vai trò, nó làm cho cái trí tuệ của chúng ta bị bóp méo. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy là có một chuyện ở trong sách xưa, nó Khổng Tử đi thấy hai đứa nhỏ nó cãi nhau, nó nói rằng mặt trời thì buổi sáng thành ra nó to, và buổi trưa nó thành nó nhỏ. Một đứa khác thì nó nói rằng buổi sáng thì nó xa thành nó mát, buổi trưa nó gần thành nó nóng. Một bên là lấy cái nhiệt độ đo gần, một bên là lấy lớn nhỏ. Cái thật không hiểu về cái chi phối của chúng ta gọi là cái lăng kính của bầu khí quyển. Ở trái đất chúng ta nó bao bọc bởi cầu khí quyển, giống như con mắt của chúng ta mà mang mắt kiến vào, thì khi mà nó nhìn vào buổi sáng mặt trời chân trời thấp á, và buổi trưa chiếu trên cao á, thì tự nhiên là cái lớn cái nhỏ không phải vì mặt trời lớn hay mặt trời nhỏ, nhưng mà bởi vì nhìn qua cái lăng kính của bầu khí quyển, và thời đó chúng ta không biết được. Và dĩ nhiên cái mát thì khi mặt trời mới còn thì chúng ta mát, nhưng mà khi mà nắng lên lâu thì từ đây ý chúng tôi muốn rằng cái lăng kính nó giống như cái ngã kiến của chúng ta. Trường hợp nào mà khen chê vui khổ đặng thất vinh dục, những cái đó thật ra mình nhìn thấy nó vinh, nó nhục á, nó vinh hạnh, nó vinh nhạnh, tức là được mất danh, tức là qua cái nhìn của ngã kiến. Qua cái nhìn ngã kiến. Còn khi mà mình không có ngã kiến thì mình thấy nó không có vấn đề gì. Dạ, nó không có gì. Khi mà một vị mà đoạn tận thân kiến, tức là bị tu đầu huần rồi đó, thì cái biết của nên cái biết đó nó thật lắm. Dạ, nó chắc thật. Còn cái biết của mình thấy biết như vậy, nhưng mà
Bởi vì còn cái ngã chấp đó, nên chi chúng ta còn thấy nó lớn, nó nhỏ, nó quan trọng hay nó không quan trọng là do cái do chính cái ngã chấp của chúng ta, do cái thân kiến của một người. Và cái biết của vật khác với cái biết của phàm phu, ngoài cái chuyện mà các ngài chấp, ngoài trừ các ngài đã đoạn, mà thấy chính bạn thì các ngài biết được cái pháp xuất thế, pháp biết được pháp xuất thế, thật ra những cái pháp hiện thế nó không có chi phối các ngài giống như chúng ta. Chúng tôi lấy một ví dụ như vậy là một con người sống mà đã từng nếm được những cái cao đẹp, đặt nặng cái tầm thường đó. Có nhiều khi người ta lớn lên trong cái bối cảnh rất là chật hẹp, nên họ dành nhau từng chút từng chút. Lúc mà chúng tôi vào trong chùa Long Thành đó, thì có một cái chú giới tử đó, chú giới tử đó thật sự thì đệ con của một gia đình rất là đệ tử ngày hội tông. Bởi vì cha mẹ thì đi chùa ngày hội tông ở Bửu Long đó, nhưng mà vì thấy sư trưởng lúc bây giờ dạy cho mấy chú giới tử thuyết trình học Phật pháp thích quá thì mới gửi vào. Thì chúng tôi để ý là những người con nhà giàu khác con nhà nghèo. Dạ, con nghèo thì nó hay trọng những cái giống như kem đánh răng bằng giấy, cái khăn mặt ha, nó trọng những cái này. Giàu thì nó không có tha thiết, dạ, không tha thiết buồn buồn giới tử mày. Nhưng mà tại vì đã sống ở trong đời sống giàu có quá, thì để cái đó không tha thiết nữa. Thì cái đó nó là một cái thí dụ của đời sống chúng ta, thưa quý vị. Dạ, đời sống chúng ta, một khi mà chúng ta đã biết cái pháp xuất thế, chúng ta không có đặt nặng cái chuyện tầm thường nữa. Hay hoặc giả là chúng tôi có biết có một vài người họ có một cái đời sống tương đối là lợi tức cao, họ hay xài những cái đồ đồ tốt, những đồ đắt tiền, và những cái tầm thường họ để ý muốn họ muốn. Chúng tôi nhớ có một Phật tử, cô nói chúng tôi rằng họ cũng hay đi mua quần chợ Target hay là từ Walmart, trong chợ nó on sale rồi nó hạ giá để đi mua. Nhưng mà sau thời gian đi đi học rồi ra trường đi làm việc là rồi bị thường cố chỉ xài những cái đồ hiệu thôi, không bao giờ cũng nghĩ đến chuyện mua quần áo ở Walmart hay là ở Target nữa. Thì cái đó nó cũng có nó cũng là một cái tâm cảnh nó tương tự như một vị mà đã biết cái pháp thế gian đó, đã nếm được cái hương vị của gọi là chân giải thoát, thì các vị không có không bị dao động bởi pháp thế gian. Ở đây thì cái này tương đối rất là khó hiểu, nhưng mà Đức Phật ngài dạy là có một pháp cần được sinh khởi, đó là bất động trí. Với một cái vị tu sĩ, chúng ta biết mình có đầu tư rất nhiều thời giờ vào việc học, nhất là pháp học. Pháp học, pháp hành mang lại cho một cái kết quả rất là mù nhiệm, đó là cái trí tuệ, cái kiến thức, hiểu biết, tri kiến, giải thoát. Nhưng mà tất cả những thứ đó nó đều bị dao động. Không có nên nghĩ rằng mình không nên hiểu. Lãnh hội điều đó có nghĩa là những cái trí tuệ đó nó đã mãi mãi ở trong mình. Có thể là nó sẽ một ngày nào đó cuộc đời này xong qua cái thì những cái tri kiến mà mình đã tích tập về gây không còn nữa. Rất khác với mà chúng ta bất động. Trí tuệ bất động, chúng tôi nói rằng một cái vị tu đà huân mà đã thành tựu được cái trí tuệ bất động này rồi đó, thì dù là vị đó có sanh đi sanh lại trong cõi dục giới 7 lần, với nhiều cái thân tướng, với nhiều cái bối cảnh sống, ngay cả các cảnh cái cõi cõi
tứ thiên vương, đạo lợi vô đấu xuất phân vân, thì những điều này nó không có mãi mãi chi phối cái thánh trí của những vị này. Cái đặc biệt hơn là những cái trí tuệ mà chúng ta hiểu biết bình thường, do đó chúng ta gọi đó là cái trí tuệ bất động. Và sau cùng thì chúng tôi muốn đề cập đến một cái ý nghĩa liên quan đến cái tuệ giác của các về điểm này hơi cho chúng ta chút là cái trí tuệ của các bậc thánh là tự thân chứng ngộ. Mặc dù các vị như là Tôn giả Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, tất cả các bậc thánh đệ tử Phật đó đều là do Đức Phật khai thị, học được pháp từ Đức Phật. Nhưng mà khi mình chứng thì tự mình chứng ngộ, và tự mình chứng ngộ tức là giống như mình ăn đếm lấy, không phải người ta diễn tả. Bây giờ chúng tôi chưa bao giờ được dịp đặt chân đến Vịnh Hạ Long. Chúng tôi có coi hình và coi video về Vịnh Hạ Long, và quý Phật tử cũng thấy đi về diễn tả Vịnh Hạ Long rất là đẹp như khác. Nhưng mà những vị nào đã từng chân đến Vịnh Hạ Long, tự mình giác ngộ đó, tự mình nếm lấy, và tự mình nếm lấy cái hương vị, cái tinh túy của pháp bảo, thưa quý vị, các bạn sẽ đạt đến tình trạng là ai mà có thể đi cho mình được, tại vì mình đã tự mình chứng nghiệm. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ thêm trong bài học ngày hôm nay. Thật ra thì đây là một ngày mà thưa quý vị có nhiều cũng bị giảng sư vào. Thật ra sau khi quý ngài đã trả lời rồi thì chúng tôi xin gốc thêm. Sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính xin chư vị giảng sư đã vào Room để thuyết giảng. Đảnh lễ cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt. Sa thuốc lành thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mật đại Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tín pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp diệu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành hộ, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân công chúng ta cha. Yum sa pelo kram hiye sa ta chivanta.